từ từ mình vô chế độ bonus nít lại nha. Nên là mình tốt nhất là mình acti tới cái màn hình khóa chủ sở hữu nha các bạn. Nhưng mà cái máy này màn hình nó bị hư, nó liệt một góc này chứ, mình không có thấy đường mình nhập wifi các bạn ơi. Thôi giờ tiến hành mình reacti nó luôn ha. Máy này của một anh thợ thôi. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình có cái máy iPhone bấm sai mật khẩu nhiều lần quá, nó bị vô hiệu hóa không khả dụng luôn này các bạn. Thường thường cái máy ở tình trạng như thế này, các bạn ghim cáp thì máy tính nó không có nhận gì hết ha. Đầu tiên các bạn phải thử cho mình một cái sim trước nha, lấy một cái sim bình thường, rồi các bạn bỏ vô cái máy. Đợi một lát, nếu mà nó có sóng nó hiện tên nhà mạng, ví dụ Mobi, Vina, Viettel thì cái máy này mình 3 bát full nghe gọi được nha các bạn. Đầu tiên các bạn phải về chế độ recovery để cái máy tính nó nhận cái điện thoại của mình. Cái này iPhone 8 á thì mình đừng có bấm giảm âm lượng nha các bạn. Các bạn giữ phím nguồn nè, vừa ghim cáp giữ phím nguồn hoài luôn. Các bạn giữ đến khi nào mà nó hiện cái cộng cáp nè là các bạn bu tay ra, máy tính mình nó sẽ nhận diện được cái điện thoại ha. Rồi các bạn mở Bluetooth lên, mình đi kiểm tra coi thử nó có iCloud hay không ha. Nhiều lúc hơn nên cái máy nó không có tài khoản iCloud trong này á, thì mình chạy chương trình luôn cho nó nhanh nha các bạn. Các bạn đợi một lát. Wow, máy này có iCloud nè các bạn, mà khách hàng người ta quên rồi. Giờ tiến hành mình 3 bát thôi, không có còn cách nào khác mà nó hợp lý hơn ha. Tiếp tục mình chạy lại cái tool miễn phí nè các bạn. Các bạn mở cái tool lên, mình để cái link dưới mô tả ha, các bạn tải vừa. Rồi tắt chương trình diệt virus, giả nén mở tool lên. Nhớ là mình phải cài driver đầy đủ trên máy tính của mình nha. Cái này mình nói khá là kỹ nha các bạn. Đầu tiên các bạn phải coi tụi nó iOS máy. Mình đọc iOS nè, để lát mình biết mình chọn đúng iOS á, mình boot ram disk nha. Các bạn đăng ký ASIC á, miễn phí copy ASIC, bấm vô cái dòng chữ màu đỏ nè. Đợi một lát nó hiện ra một cái link đăng ký á. Các bạn dán cái số series, số ASIC mình vô, bấm đăng ký là xong. Cái này đăng ký khá là nhanh nha. Khi đăng ký xong á, các bạn rút cái điện thoại ra ghim lại, là trên tool nó hiện là cái số ASIC của mình là đã được đăng ký nè. Rồi tiến hành mình chạy thôi, chọn option. Máy này máy bytecode thì mình chọn cái ô chạy boot ram disk nè các bạn. Level nhận đầy đủ á, thường thường á là đầu tiên mình phải vô chế độ bonus DPU. Thì giờ hướng dẫn với các bạn là mình vô cái chế độ bonus bằng cái tool thứ ba cho nó nhanh nha. Những cái con máy 8 root iPhone X á thì mình vô chế độ bonus bằng cái tool iBonder nè các bạn, cho nó lẹ nè. Thì trước khi mình chạy bonus á thì mình phải vô chế độ DPU. DPU sẵn có cái tool, cái bao tool á, mình vô cho nó nhanh nha. Các bạn vừa bấm ASIC recovery trên cái bao tool á, mình nhấn giảm âm lượng với lại phím nguồn liền. Giờ bắt đầu mình vô nè, giảm với lại nút nguồn tầm 4 giây, buông phím nguồn, vẫn giữ giảm âm lượng một lát là cái máy mình nó sẽ vô chế độ DPU, là cái tool nó sẽ hiện lên DPU ha. Lúc này cái máy mình nó ở trạng thái là màn hình đen luôn nha các bạn. Trở lại cái tool, mình vô chế độ bonus cho nó thôi. Cái này thì những cái dòng này chip A1 á, mình vô chế độ bonus bằng cái tool iBonder á, nó nhanh nha các bạn. Nhiều lúc các bạn vô bằng cái tool mình chạy á thì có khi nó bị lỗi driver này kia, nhiều lúc các bạn fit nó hơi khó khăn á. Rồi sau khi mà mình vô chế độ bonus thành công á, tiếp tục mình trở lại cái tool, mình boot ram disk. Nhớ cho mình là chọn đúng iOS nha. Máy của các bạn là iOS máy thì mình chọn đúng iOS, mình boot ram disk thôi. Rồi iOS 15 thì mình chọn iOS 15. Bấm chữ start. Cái này nó báo lỗi là nó không có tự động tải cái file giống như cái file mà boot ram disk được các bạn. Thì giờ mình tiến hành mình tải thủ công nha. Các bạn bấm ok, nó hiện ra một cái link cho mình tải nè. Nhớ mình chọn đúng cái thông số máy mình nha. Ví dụ cái này là cái product gì á thì các bạn chọn đúng iOS 15, rồi các bạn kéo xuống tìm đúng cái mã của cái máy mình à, rồi các bạn tải về. Tải về bỏ ở đâu á thì các bạn bỏ trong cái thư mục của cái tool luôn nha các bạn. Ví dụ thư mục của cái tool các bạn bỏ ở ngoài desktop á thì mình vô cái thư mục đó ha. Nó có thêm một cái thư mục con á trong cái phần boot ram disk nè, các bạn bỏ cái file của mình đã vô. Nhớ chọn đúng đường dẫn nha các bạn. Các bạn chọn sai thì nó không có chạy được ha.
Rồi khi mà mình tải được cái file về, tiếp tục mình boot ram disk lại, thì khi này thì cái tool nó sẽ chạy thôi. Các bạn để ý cái device manager bên góc trái kìa, nó lỗi tới đâu thì mình xử lý tới đó ha. Tool này hiện tại nó chạy khá là mượt nha các bạn, hỗ trợ rất là nhiều máy ha. Các bạn có khó khăn gì đó thì liên hệ với mình biết thì mình hỗ trợ giúp các bạn. Lúc này thì các bạn đợi cho nó boot ram disk rồi nó chạy những cái dòng lệnh code trên màn hình của mình á. Khi nó boot thành công thì mình backup cái file bytecode lại thôi. Rồi mình xóa máy làm giống như những cái clip mình thường chia sẻ trên kênh đó các bạn. Nó đã boot thành công này. Rồi mình tiến hành backup cái file bytecode lại. Cái này thì các bạn chạy thì mình để cái driver là được ha. Chứ tool nào cũng vậy thôi các bạn. Nhiều lúc cái cách làm ví dụ như bytecode thì mình phải backup lại file bytecode. Rồi mình xóa máy, rồi mình boot ram disk, rồi mình reactivate lại thôi. Nói chung cái cách chạy thì giống nhau, nhưng mà mỗi tool thì nó sẽ có những cái phần giống như là cái nói thẳng ra cái hình thức của cái tool nó sẽ khác nhau. Sau khi backup thành công, các bạn nhớ đọc lại cái file backup giúp mình nha. Cái file chuẩn là nó như trên màn hình nha các bạn. Mời đẹp. Rồi những cái file này là file đăng nhập iCloud đầy đủ nè. Rồi sau khi kiểm tra cái file backup chuẩn chỉ á, thì các bạn tiến hành factory reset, là xóa sạch cái máy đi ha. Cái tool này hiện tại thì khi xóa mình thấy nó chạy hơi lâu xíu nha các bạn. Các bạn phải đợi ha. Nói chung mỗi tool nó có những cái phần nào khác nhau thì mình đều chia sẻ cho anh em. Anh em thấy hay thì đăng ký kênh giúp mình ha. Rồi các bạn đợi cho nó xóa xong, rồi nó về màn hình hello. Rồi tiếp tục mình lặp lại cái bước bước 1, bước 2, có nghĩa là vô lại chế độ bonus rồi boot ram disk. Thay vì mình backup bytecode thì mình reactivate nó thôi. Oh my god. Lúc này thì mình đợi cho cái tool nó xóa xong nó về màn hình hello á, thì các bạn từ từ mình vô chế độ bonus lại nha. Nên là mình tốt nhất là mình activate tới cái màn hình khóa chủ sở hữu nha các bạn. Nhưng mà cái máy này màn hình nó bị hư, nó liệt một góc này chứ. Mình không có thấy đường mình nhập wifi các bạn ơi. Thôi giờ tiến hành mình reactivate nó luôn ha. Máy này của một anh thợ thôi. Thì ảnh bận bịu quá, không có thời gian chạy, nhờ mình hỗ trợ giúp ha. Những cái máy này thì chắc chạy về rồi thay màn hình mới các bạn. Màn hình nó tè tua quá. Rồi tiếp tục mình chạy lại bonus depo. Vô chế độ depo lại, các bạn vô trên tool nó nhanh nha. Acid recovery nè, giảm âm lượng với lại phím nguồn. 4 giây buông nguồn vẫn giữ giảm âm lượng, là tự động cái máy mình nó vô depo thôi, không có cần tool gì hết các bạn ơi. Nói chung mình làm quen tay thì nó nhanh, các bạn làm không được thì mình làm lại thôi. Chuẩn bị cho mình một cái cáp zin là được. Rồi tiếp tục vô depo, driver nhận đầy đủ, rồi chạy iBounder lại cho nó nè. Những cái dòng 88 loot x á, các bạn là vô chế độ bonus bằng tool iBounder, nó chạy khá là mượt nha. Mình thấy nó chạy mượt mà lắm các bạn. Rồi sau khi tiếp tục vô chế độ bonus để bonus thành công rồi tiến hành mình kiểm tra lại driver, mình trở lại cái tool, mình chọn iOS boot ram disk tiếp. Nó chỉ có vòng vòng như đó thôi các bạn. Các bạn nhiều lúc mới làm thì nó hơi lấn cấn thôi, nhiều lúc anh em làm lâu thấy nó đơn giản ha. Rồi mình boot ram disk nè, đợi boot ram disk thành công thay vì mình backup bytecode thì mình reactivate nó. Rồi mình test những cái chức năng. Cái này là mình bypass full nha các bạn. Bypass có nghĩa là mình ẩn iCloud thôi. Nhiều lúc các bạn hỏi, ủa sau này em lỡ chạy trên lại sao nó bị dính. Để nói bypass là mình ẩn, còn remove up là mình xóa luôn ha. Nói chung các bạn bypass thì mình xài bình thường thôi, nhập tài khoản khác hay là mình tạo tài khoản khác mình dùng thôi, không có thành vấn đề ha. Nhiều bạn hỏi bypass nó có full chức năng hay không, thì mình làm phần mềm mà nhiều lúc các bạn mấy các bạn bị hư wifi, hư camera thì mình đó là bị phần cứng, nó không có liên quan cái vụ mà phần mềm nha các bạn. Rồi giờ mình tiến hành mình reactivate lại, đợi cái máy nó kích hoạt thành công là lầm lúa thôi anh em ơi. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like đăng ký kênh chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.